Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh này vừa bắt quả tang cơ sở kinh doanh nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở xã Đắk Quơ, huyện Đắk Rờ Lấp nhuộm đen cà phê bằng bột pin. Tại hiện trường, có 12 tấn cà phê đã được nhuộm đen bằng bột pin, hai chậu chứa cục pin được đập vụn với khối lượng 35 kg. Một xô chứa lõi pin đã được đập vụn, một xô chứa nước màu đen và nắp pin với trọng lượng 10 kg dùng để nhuộm đen cà phê. Bà Loan khai nhận trong thời gian qua đã mua cà phê đã bị thải loại phế phẩm vỏ cà phê vụn từ các đại lý. Sau đó bà này mua các cục pin về đập dẹp, dùng chất bột đen của pin hòa với nước tạo thành nước màu đen rồi nhuộm vào cà phê. Sau khi nhuộm đen cà phê bằng bột pin, cơ sở này đóng gói rồi bán ra thị trường nhằm để kiếm lời. Được biết, cơ sở kinh doanh nông sản của bà Loan được cấp phép kinh doanh vào năm 2016. Riêng từ đầu năm đến nay, cơ sở này đã xuất bán ra thị trường hơn 3 tấn cà phê bẩn được nhuộm đen bằng pin con ó.